Hôm nay 30 tháng 10 là ngày thứ ba nước lũ nhấn chìm hai huyện Quảng Ninh và Lê Thủy của tỉnh Quảng Bình. Ngày thứ ba ngập lụt ở hai huyện Quảng Ninh và Lê Thủy, hiện nước đang rút chậm. Trong ảnh, một chiếc bơ nan của người dân vùng biển bãi ngang và cứu hộ và cứu trợ người dân vùng lũ. Bơ nan làng biển bãi ngang được đánh giá là phương tiện cơ động số một trong cứu hộ, cứu trợ lũ lụt. Trong trận lũ lịch sử vừa qua ở miền Bắc, người dân vùng bãi ngang ngư thủy đã mang bơ nan ra bắc cứu hộ và cứu trợ rất hiệu quả. Những chiếc bánh trưng, những chai nước sạch đã kịp thời đến với người dân vùng lũ. Công an, quân đội là lực lượng nòng cốt trong cứu hộ và cứu trợ người dân vùng lũ. Người dân rốn lũ Quảng Bình vẫn lạc quan, bình tĩnh vượt qua thi